không? Không nghe không anh túi gì nè không à trời à à lâu lắm rồi à, thì cái hình xăm này xăm được bao nhiêu năm rồi à đây thì chưa chắc đã bị phòng xóa cái này nó lại nghe đấy giờ đỡ đỡ bị ngứa không nhận không? Ui đỡ ngứa lâu rồi lần đầu xong đỡ ngứa rồi. À bắt đầu chuẩn bị. À, nành này cái nành. Đốt rồi đấy. À, đúng rồi. Xóa rồi đợt trước là nó thôi đậm hết này. Đây sao xóa những cái vết hết này nó thâm thâm này này. Da nó lành như bình thường. Chơi bằng cái mạng này nó lành nhỉ? Lâu lâu rồi ra gặp anh nó lành. Anh cần thiết gặp vệ sinh thôi. Tiền lấy sẵn rồi à? Toàn muốn mất công có thời gian thôi. Cây kia là mé bên bên chân kia chân này đây cây bên này mờ đúng mờ này mày
ra là không phải cô bé nào quá. Được đây à? Cũng được, chọn vị trí khác xăm cho nó đẹp được. Đúng rồi, bình thường tầm 4 lần đấy. Mấy ngày đi lại cho đây rồi? Tầm hơn chục ngày. Hôm đầu thì tầm 10-15 ngày, các hôm sau thì ngắn hơn. Xong rồi.